Chào các bác, ở video này em giới thiệu cho các bác một chiếc âm ly đến từ thương hiệu Concept 2.5. Em này thì rất là hay và khỏe, và đặc biệt là trị các dòng loa từ bát 30-40. Những dòng loa mà các bác phối ghép không ra bát, không ra chép thì những cái dòng Concept nó được mệnh danh từ xưa nay là chất âm của nó rất là tròn tiếng và cho cái chất tiếng rất là hay. Đối với cái dòng Concept 2.5 này là một dòng âm ly receiver, một cái sản phẩm cao cấp của thương hiệu nổi tiếng của Mỹ. Chiếc này thì sản xuất tại Nhật Bản. Radio 108, mọi chức năng là chạy hoàn hảo nhé các bác. Chiếc này thì sẽ cho chúng ta chơi được hai đôi loa trở kháng từ 4 đến 16 ohm. Em này có công suất rất là khỏe, tiêu thụ lên đến 320 W. Đánh hai đôi loa. Vừa rồi thì em đang phối ghép với cặp loa bát 40 Infinity 152. Chiếc âm ly Concept 2.5 này hiện tại đang có mức giá phục vụ các bác là 6.800.000 đồng. Ngoài ra thì em đang có hai cặp loa bát 40 cũng có mức giá tốt phục vụ các bác chơi vừa nghe nhạc vừa trưng bày, cũng như là đáp ứng các bác thích những dòng loa mà có công suất lớn, có thể kết hợp vừa nghe nhạc và vừa karaoke gia đình. Đối với dòng loa bát 40 Infinity, mã hiệu model 152, với cấu hình dòng loa thùng lớn, bát 40 2 mid 1 chép, có hai volume chỉnh tăng giảm âm lượng cho loa chép và loa mid. Đối với dòng Infinity 152 này, hiện tại em đang có mức giá là 14.500.000 đồng. Loa rất là đẹp và có đầy đủ e-căng. Khi mà đợi e-căng thì nó sẽ như thế này, nó sẽ lộ ra cái lông thông tin logo. Đây, chúng ta cùng quan sát tiếng loa bên này nhé. Đối với dòng này thì bác đánh rất là đầm, chắc tiếng, đặc trưng của dòng loa Mỹ Noi. Dòng cặp này hiện tại em đang có mức giá 14.500. Bao ship toàn quốc cho các bác, rất là cao to. Đối với những không gian các bác phòng khách vừa phải, nhỏ nhắn hơn một chút, thì các bác có thể lựa chọn sang cặp loa cũng bát 40 đến từ thương hiệu của Tamon. Đây là một cái model khá là hiếm gặp dành cho thị trường của Mỹ. Tamon này có model là TS808N, công suất là 300W, trở kháng 8 ohm, với cấu hình bát 40, hai loa mid, một loa chép còi tên lửa, còi này có bằng gang. Ngoài ra có hai thông hơi phía trước. Cặp này có kiểu dáng rất là đẹp, bắt mắt, có đèn hiển thị nhạc nhạc và có cả đèn dành cho loa mid này. Khi mà các bác bật lên nó sẽ nháy đèn ở đây. Volume tăng giảm cho loa mid. Hôm nay các bác có thể karaoke thoải mái, có thể ghép đa năng với nhiều dòng âm ly. Bát 40 màng giấy gần mút, loa đẹp xuất sắc luôn, trưng bày rất là sang trọng. Đối với cặp loa Tamon 808N này, mình phục vụ các bác với mức giá chỉ 13.800.000 đồng. Dành cho các bác có không gian phòng nhỏ hơn thì có thể kê cặp bát 40 này. Còn nếu mà phòng rộng thì có thể kê cặp Infinity. Hai sản phẩm này tình trạng rất là đẹp, e-căng logo đầy đủ. Vâng, như vậy là ba sản phẩm, hai cặp loa và một chiếc âm ly Concept 2.5 đã giới thiệu tới các bác trong video này. Các bác nào có nhu cầu sở hữu những cái món đồ này thì vui lòng liên hệ trực tiếp cho em theo số điện thoại trên bài đăng. Và chương trình áp dụng trong tháng 8 này vẫn được free ship khi mà các bác mua bất kỳ các sản phẩm nào bên em mình nhé. Sẽ được miễn phí ship.